Vâng, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại video của em nhé. Thì lời đầu tiên cho phép dụng cụ nông nghiệp xin được gửi lời chào, lời kính chúc sức khỏe đến toàn thể các bác, toàn thể anh em đấy là có niềm đam mê làm vườn trên mọi miền tổ quốc nhé. Thì ngày hôm nay số dụng cụ nông nghiệp bên em sẽ giới thiệu cho các bác về hai cái sản phẩm đấy, giúp các bác là một là đi đánh cây này, một là đi moi đất. Nói chung là để sản phẩm này giúp các bác đi đánh cây đấy, di chuyển đánh cây giống rất là hữu ích nha các bác nhé. Thì trước khi đi vào phần chính của video thì em cũng xin nói qua về cách thức mua bán cũng như là giao dịch ở bên shop em. Shop em thì nhận giao hàng shipbot COD, nhận hàng các bác được quyền kiểm tra hàng thoải mái đúng mẫu mã như trên video em quay đây, thì các bác mới phải thanh toán nhé, còn không thì các bác cứ hoàn hàng về cho em, các bác không phải chịu bất cứ một cái khoản chi phí vận chuyển nào hết. Thì đi vào phần chính của video như đây là bác thấy thì cái đây gọi là em gọi là cái thủ đấy, thì được làm bằng có hai phần các bác nhé. Một phần là tay cầm này, được làm bằng phi 23 nhé các bác nhé, ống tít phi 23 đấy. Đây các bác này rất là dày dặn này, ống tít phi 23 đấy. Còn cái phần lưỡi được làm bằng nhíp ô tô nguyên chiếc nhé các bác nhé, nhíp ô tô nguyên chiếc và đã qua cái quá trình lung cũng như là đàn mài rũa thì sẽ ra được sản phẩm như thế này. Các bác thấy đây, rất là xong em sẽ test cho các bác rất là sắc. Thì cái trọng lượng của cái thuồng này, thuồng để đi đánh cây này là khoảng 3 đến 4 cân các bác nhé, 3 đến 4 cân. Nó cũng vừa tay các bác thôi, tại vì nếu như mà nó nhẹ quá thì các bác đánh cây nó cũng các bác thục ý, thì nó cũng không được đi đâu đấy, nhưng mà nó đầm một chút thì các bác thục thích lắm. Đây các bác này đấy. Còn bên này là cái thuồng để các bác khi mà đào cây không, các bác sẽ dùng cái này để các bác moi đất nhé các bác nhé. Đây ví dụ như này, đây các bác này, đấy, các bác moi đất này rất là tiện để trong đánh cái bầu cây ấy. Các bác dùng cái thuồng kia để thục rễ cũng như là thục bầu, các bác dùng cái thuồng này để các bác moi đất lên đấy, rất là tiện lợi nha các bác nhé. Đấy để các bác xỉa cái bầu cây nó được tròn trịa, nó được đẹp. Thì cái này thì cũng thiết kế giống như là cái thuồng này thôi. Cái thuồng này thì các bác ở đây, đây là cái phần cán này cũng được làm bằng tít phi 23 nha các bác nhé. Phần cán này em có cải tiến thêm là được lắp thêm một cái phần tay cầm bằng nhựa được làm nhám đây để các bác cầm không bị trơn tay khi mà các bác thục nhé. Đấy. Và đây là cái phần lưỡi. Phần lưỡi này thì cũng được làm bằng nhíp ô tô các bác nhé, nhưng mà sẽ đánh mỏng hơn. Đấy các bác, nhíp ô tô qua một cái quá trình lung đàn mài rũa thì nó sẽ ra sản phẩm như này, và nhưng mà nó sẽ mỏng hơn cái thuồng bên này, vì là nó để đi moi đất này bác này, đi moi đất đánh xỉa đất quanh bầu nên là nó phải có độ mỏng thì các bác xỉa nó mới dễ được. Và cái trọng lượng của cái thuồng này thì nó cũng chỉ rơi vào khoảng 2 kg thôi bác ạ, nó sẽ nhẹ hơn cái thuồng thục nhé. Thì cái ưu điểm của nó thì là với cái thuồng thục để moi đất này bác nhẹ thì các bác moi đất nó dễ hơn, còn cái ưu điểm của cái thuồng thục là nó phải nặng một chút đấy thì các bác thục nó mới đi được. Đây các bác nhìn em thục này, đấy các bác nhìn em thục này rất là dễ dàng các bác nhé. Này các bác mà nhà các bác mà có vườn chuối chỉ một vài những động tác cơ bản là các bác có thể đánh được một cây chuối con rồi, một cây chuối giống rồi đấy. Đây xong các bác sẽ dùng cái thuồng moi đất này đây các bác này. Đấy, các bác thấy em làm rất là nhẹ nhàng, em làm như là không ấy. Vâng, làm như đi chơi. Đấy, các bác nhìn thấy không? Em đang làm đây. Đấy. Thì vừa qua thì shop dụng cụ nông nghiệp bên em giới thiệu tới các bác về hai cái thuồng đi cùng kèm với nhau, gọi là bộ thuồng đánh cây nhé các bác nhé. Gọi chung nó là như thế. Còn các bác tùy lơi, có lơi thì gọi là cái mai rùa, có lơi gọi là thuồng. Thế em gọi chung là cái bộ đánh cây giới thiệu với các bác.
Thì em xin nhắc lại là ngoài cái sản phẩm bộ thủng đánh cơi này ra thì bên shop em vẫn còn rất là nhiều các cái sản phẩm, các cái dụng cụ khác về ngành nông nghiệp, cái vật tư về ngành nông nghiệp để giúp hỗ trợ cho các bác làm nông nghiệp đấy, nó được hiệu quả hơn. Thì các bác mà muốn tham khảo hãy liên hệ trực tiếp với số điện thoại em để ở phần tiêu đề cho các bác nhé. Bên em sẽ có nhân viên trực tiếp tư vấn cũng như chốt đơn cho các bác. Thì video của em đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo.